thưa các bạn gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh mãn tính nguy hiểm mà nhiều người mắc phải hiện nay và nếu như bạn đã và đang mắc căn bệnh này hay là bạn muốn phòng chống căn bệnh này thì đừng nên bỏ qua video clip ngày hôm nay và tôi là kiều anh người quản lý sản phẩm của siêu thị trực tuyến hàn quốc korea shop 24 giờ à, thưa các bạn như kiều anh vừa chia sẻ ở trên thì gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh mãn tính mà rất nhiều người mắc phải à, vậy gan nhiễm mỡ là gì biểu hiện của những căn bệnh này thì ra sao thì kiều anh xin phép được chia sẻ Gan nhiễm mỡ chính là tình trạng mà lượng mỡ trong gan của chúng ta vượt quá 5% giới hạn mức độ quy định. À, đối với người bình thường thì ở trong gan lượng mỡ sẽ là 5% giới hạn được quy định. Và khi lượng mỡ này vượt qua giới hạn vừa rồi thì sẽ được gọi là tình trạng gan nhiễm mỡ, hay nói cách khác, gan nhiễm mỡ chính là tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan lớn lên một cách bất thường. À, căn bệnh gan nhiễm mỡ này thì xảy đến chủ yếu ở những người thường xuyên tiếp xúc với rượu bia và các chất có cồn hay là những người có chế độ ăn uống không lành mạnh, thường xuyên có chế độ ăn nhiều dầu mỡ. Theo thống kê tại Mỹ thì ở các nước phát triển, số người mắc bệnh gan nhiễm mỡ là chiếm 2 cho đến là 30% tỷ lệ người dân. Và cụ thể thì tại Mỹ, mỗi năm thì nước này có khoảng 8 cho đến là 10 triệu người mắc phải căn bệnh gan nhiễm mỡ. Và theo hiệp hội nghiên cứu bệnh gan tại Hoa Kỳ thì gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh lý nguy hiểm hàng đầu mà nhiều người mắc phải hiện nay. Ở tại Việt Nam thì mặc dù chưa có con số thống kê cụ thể, tuy nhiên thì có rất nhiều rất nhiều trường hợp mắc phải căn bệnh gan nhiễm mỡ và phát hiện căn bệnh này qua một lần xét nghiệm hay là khám sức khỏe định kỳ. Vậy biểu hiện qua từng giai đoạn cũng như là căn bệnh này thì như thế nào thì chúng ta có thể kể đến qua từng giai đoạn. Đầu tiên là đối với người mắc căn bệnh gan nhiễm mỡ ở giai đoạn 1. Ở đối với giai đoạn 1 này thì có thể nói đây là giai đoạn khá là nhẹ của căn bệnh. Ờ với giai đoạn đầu này thì chưa có biểu hiện cũng như là triệu chứng cụ thể rõ ràng. Ở đây được xem như là một trong những giai đoạn khá là nhẹ và chúng ta chỉ cần dùng thuốc theo là kê đơn của bác sĩ thôi cũng đã có thể là chữa trị được căn bệnh này rồi. Ờ, bởi vì nó được xem như là một trong những giai đoạn nhẹ nhất của căn bệnh gan nhiễm mỡ và cũng không có biểu hiện cụ thể rõ ràng. Thế nên là có rất nhiều người thường bỏ qua giai đoạn này cũng như là không phát hiện sớm ra căn bệnh gan nhiễm mỡ. Thế nên là có rất nhiều khách hàng từ giai đoạn 1 của gan nhiễm mỡ chuyển sang giai đoạn 2. Vậy ở giai đoạn 2 gan nhiễm mỡ là gì cũng như biểu hiện của giai đoạn này là sao? Ở đối với giai đoạn 2 của người mắc bệnh gan nhiễm mỡ thì sẽ có các biểu hiện và triệu chứng khá là cụ thể và rõ ràng. Chẳng hạn như là chán ăn, ăn không ngon, khó tiêu, bụng đầy hơi hay là thường xuyên bị đau bụng. Ở với những triệu chứng như thế này thì đối với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ Cho rằng đây là những triệu chứng thông thường Thế nên là vẫn bỏ qua Và rất ít người phát hiện căn bệnh gan nhiễm mỡ ở giai đoạn 2 này và kịp thời điều trị Và ở giai đoạn 2 này nếu như chúng ta đang trong quá trình điều trị và sử dụng thuốc Theo đơn kê của bác sĩ thì không nên tiếp xúc với rượu bia, các chất có cồn hay là đồ ăn nhiều dầu mỡ Mà chúng ta cần phải có một chế độ ăn uống lành mạnh cũng như là tập luyện thể dục thể thao và khi gan nhiễm mỡ chuyển sang giai đoạn 3 Là một trong những giai đoạn cực kỳ nguy hiểm của căn bệnh này Sẽ có các biểu hiện và triệu chứng cụ thể rõ ràng ở Chẳng hạn như là đau tức hạ sườn bên phải Vàng da, vàng mắt, nổi u hoạch trên da Chán ăn, sút cần rõ rệt Và ở giai đoạn 3 này thì người mắc bệnh rất dễ dàng chuyển sang các căn bệnh khác Như là viêm gan, sơ gan, thậm chí là ung thư gan và dẫn đến là tử vong Vậy nên Kiều Anh mới nói rằng ở gan nhiễm mỡ là một trong những căn bệnh khi chúng ta mới mắc phải có thể là dễ dàng điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, bởi những biểu hiện không cụ thể và rõ ràng ở giai đoạn đầu, thế nên là người bệnh thường xuyên chủ quan cũng như là không kịp thời ngăn chặn và chữa trị căn bệnh này. Với tỷ lệ người mắc gan nhiễm mỡ ngày một tăng, thì các nhà nghiên cứu tại Hàn Quốc đã cho ra đời sản phẩm tinh dầu thông đỏ Quang Đông ở 120 viên ở chiết xuất từ lá và vỏ cây thông đỏ có tuổi thọ từ 100 cho đến là 200 năm và được phát triển tại độ cao từ 1.300 đến 1.700 mét được ép và trưng cất trong vòng một tháng để cho ra đời những viên tinh dầu thông đỏ vô cùng quý hiếm hỗ trợ điều trị căn bệnh gan nhiễm mỡ một cách hiệu quả cũng như là tăng cường sức khỏe cho người dùng với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân phối các dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng Korea Shop 24 giờ nói chung cũng như là Kiều Anh nói riêng, sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm tinh dầu thông đỏ Quang Đông, một trong những giải pháp đã giúp cho hàng nghìn người chữa khỏi căn bệnh gan nhiễm mỡ vô cùng hiệu quả. Vậy tại sao Kiều Anh lại nói rằng sản phẩm này có thể là hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ vô cùng hiệu quả, cũng như là phòng ngừa căn bệnh này và tăng cường sức khỏe cho người dùng? Là bởi trong một viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì có chứa tới hơn 5.000 hợp chất tốt cho sức khỏe chẳng hạn như là các axit amin thiết yếu, các vitamin, tecpen, flavonoid và thậm chí là một viên tinh dầu thông đỏ có thể là hỗ trợ điều trị lên tới 170 vấn đề liên quan về sức khỏe. Thế nên là không có gì quá lạ khi sản phẩm này được coi như là một trong những loại thần dược hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ vô cùng tốt với nguyên chất là tinh dầu thông đỏ đã vô cùng tốt cho sức khỏe. Ở sản phẩm này thì còn được chiết tách ở trong ở môi trường được khép kín cũng như là kết hợp với các loại máy móc hiện đại. Thế nên là tinh dầu thông đỏ thì vô cùng tốt khi chúng ta sử dụng. Và đặc biệt, đối với những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ cấp độ 1 và 2 thì chỉ sau từ 2 tháng sử dụng thì các chỉ số gan nhiễm mỡ của chúng ta sẽ trở về mức bình thường. Cũng như là việc chức năng gan của chúng ta hồi phục tốt hơn Ờ, các biểu hiện về ngoài da thì cũng không còn nữa và thay vào đó là sức khỏe của chúng ta cũng dần tốt lên. Ờ, tuy nhiên thì chúng ta cũng cần nên nhớ rằng chúng ta cũng cần có một chế độ ăn uống phù hợp, ở hạn chế rượu bia cũng như là các chất dầu mỡ. Đặc biệt với những bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ ở giai đoạn 3 thì nên kiên trì sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ kết hợp với các thuốc tân dược cũng như là chế độ ăn uống phù hợp mà bác sĩ đã kê đơn ra. Bên cạnh đó chỉ cần kiên trì kết hợp sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ như Kiều anh vừa chia sẻ thôi thì sau 2 cho đến là 3 tháng, các chỉ số gan nhiễm mỡ của chúng ta sẽ dần dần được cải thiện, cũng như là các chức năng gan của chúng ta dần tốt lên trông thấy. Đặc biệt trong quá trình sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng theo liều lượng là uống 2 viên mỗi ngày. Chúng ta có thể là uống trước hoặc là sau bữa ăn. Mặc dù là đem đến những công dụng vô cùng tốt Tuy nhiên thì trong quá trình dùng thì khách hàng cũng nên nhớ một vài điểm lưu ý nho nhỏ ở Đó là khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ quang đông này Thì khi uống chúng ta nên uống nhiều nước để có thể là giúp cho quá trình đào thải độc tố ra ngoài cơ thể được tốt hơn Và đặc biệt là chúng ta không uống vào buổi tối trước khi đi ngủ bởi chúng ta phải uống nhiều nước để đào thải độc tố trong cơ thể Thế nên là khi chúng ta uống vào buổi tối thì chúng ta sẽ bị đi tiểu đêm Vậy nên thời điểm tốt nhất để uống sản phẩm tinh dầu thông đỏ này là chúng ta uống vào buổi sáng hoặc là buổi trưa hoặc buổi chiều Đặc biệt sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì không dùng cho phụ nữ đang trong quá trình mang thai và cho con bú Đặc biệt là đối với trẻ em dưới 10 tuổi và trên thực tế thì có tới 8 trên 10 khách hàng của Korea Shop 24 giờ đều cho kết quả vô cùng tốt khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ Quang Đông này. Và để hiểu rõ hơn về kết quả cũng như là những khách hàng này đã sử dụng như thế nào để hiệu quả tốt như vậy thì mời các bạn cùng Kiều Anh theo dõi một đoạn clip ngắn dưới đây. Bác bị là viêm phế quản này, bây giờ nó thở cái thể hen này. Thế xong rồi là cái đợt vừa rồi bác ốm thế là con bác lại đưa đi bệnh viện Thế là đến đấy là điều trị thì là người ta làm xét nghiệm cho bác Thì lại bác lại cộng thêm mấy bệnh nữa Lại tiểu đường, lại mỡ máu, lại gan nhiễm mỡ độ 2 Ui dồi nhiều thế, lại áp huyết cao nữa Bác sợ lắm, thế là không biết làm nào cả Điều trị ở bệnh viện xong về, bác lo lắng lắm Thế là con bác nó tìm hiểu Con bác tìm hiểu thì mới mua về cho bác sử dụng Đấy thì nó bảo mẹ cứ sử dụng cái giờ tinh này là cái dầu này là rất là tốt mà nhiều người con thấy là, là được rồi thế mình phỏng vấn các bạn để để cho cái cách dùng thì các bạn nó bảo là bác dùng rất tốt mà mỗi ngày bác uống hai viên sáng một viên chiều một viên mà uống nhiều nước ừ. thế bác cứ tuân theo thế là bác uống ừ. bác uống thì hết một hộp thì bác thấy đỡ nhiều thế thế uống đến hộp thứ hai thì gần hết hộp thứ hai bác bảo thế thôi bác đi làm xét nghiệm lại thì cái tiểu đường của bác là nó ổn định rồi khi cái mỡ máu là thì hoàn toàn không còn nữa mà cái, cái gan nhiễm mỡ không còn nữa đấy thì là cái áp huyết thì nó cũng tương đối ấy thì bác bảo là Ôi giời, cái này đúng là tốt thật thế À, vâng vừa rồi chúng ta đã cùng được lắng nghe một số chia sẻ của khách hàng trước và sau khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ và đã thấy được hiệu quả của sản phẩm này đối với sức khỏe như thế nào à, Như các bạn cũng có thể thấy là vừa khách hàng vừa rồi thì sản phẩm tinh dầu thông đỏ không chỉ giúp hỗ trợ điều trị căn bệnh gan nhiễm mỡ không mà còn hỗ trợ điều trị một số căn bệnh khác chẳng hạn như là tiểu đường hay là máu nhiễm mỡ và đặc biệt nữa sản phẩm này không chỉ sử dụng cho những khách hàng đang mắc bệnh hay là có sức khỏe yếu kém mà ngay cả những người có thể trạng sức khỏe bình thường như chúng ta thì cũng có thể sử dụng sản phẩm này bởi sản phẩm tinh dầu thông đỏ này còn có một tác dụng nữa vô cùng tuyệt vời đối với sức khỏe đó chính là tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta cũng như là việc kéo dài tuổi thọ và ngăn ngừa phòng chống một số căn bệnh nhất định À, thêm một đặc điểm nữa để cô chú anh chị có thể là an tâm khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ à, Đó là chúng ta nên chọn mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ ở những nơi có địa chỉ uy tín rõ ràng à, Và ngoài ra thì cô chú anh chị cũng có thể là chọn mua sản phẩm này tại Korea Shop 24 giờ bởi một sản phẩm tinh dầu thông đỏ chính hãng không phải hàng kém chất lượng, đó là sản phẩm luôn có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ đầy đủ. Cũng như là với ở sản phẩm này thì trên hộp sản phẩm luôn có đầy đủ tem nhãn mát cũng như là mã vạch hay là mã QR. Ở khi chúng ta kiểm tra thông tin sản phẩm qua những mã này thì có thể là thấy được toàn bộ thông tin của sản phẩm từ nguồn gốc xuất xứ cho đến là lượng thành phần ở trong sản phẩm tinh dầu thông đỏ. Đó là một đặc điểm chủ yếu để các bạn có thể là nhận biết sản phẩm chính hãng này Vâng, vừa rồi là công dụng của tinh dầu thông đỏ Quang Đông trong việc là hỗ trợ điều trị căn bệnh gan nhiễm mỡ nói riêng Cũng như là các bệnh khác ở trong cơ thể của chúng ta nói chung à như vậy thì với công dụng tuyệt vời như vậy thì chắc hẳn là các cô chú anh chị sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi đúng không ạ? và đặc biệt nếu như cô chú anh chị vẫn còn lo lắng chưa biết mua sản phẩm này ở đâu thì có thể tham khảo sản phẩm tại Korea Shop 24 giờ. Bởi Korea Shop 24 giờ với hơn 10 năm kinh nghiệm uh, kinh doanh trong việc là phân phối các dòng sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng thì luôn biết là sản phẩm nào tốt cho sức khỏe của khách hàng. Đặc biệt với đội ngũ chuyên viên tư vấn luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ phục vụ cô chú anh chị 24 trên 24. Đặc biệt khi khách hàng đặt hàng tại Korea Shop 24 giờ thì sẽ luôn có các chính sách để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Với những khách đặt hàng ở trong khu vực nội thành Hà Nội thì chỉ sau khoảng 2 cho đến là 4 giờ đã nhận được hàng rồi. Còn đối với những khách ở ngoại tỉnh thì có thể là từ 2 cho đến là 4 ngày và một điều đặc biệt nữa đó là Korea Shop 24 giờ thì sẽ còn hỗ trợ giao hàng đối với những khách hàng nước ngoài. Và đặc biệt khi giao nhận hàng thì chúng ta có thể là được kiểm tra hàng đúng như những gì mà chuyên viên tư vấn đã tư vấn cho chúng ta thì khi đó chúng ta có thể là nhận hàng. ở Các cô chú anh chị quan tâm về sản phẩm có thể là liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 0904363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm mà mình đang quan tâm. À, hoặc là các cô chú anh chị cũng có thể là truy cập vào website là koreashop24h.com để có thể là tham khảo thêm thông tin về sản phẩm mà mình đang mong muốn cũng như là mình đang quan tâm. Và đặc biệt nếu như các cô chú anh chị còn đang thắc mắc gì về sản phẩm hay là cần gì hỗ trợ thì có thể là để lại thông tin ngay dưới video này. À chuyên viên tư vấn của Korea Shop 24h sẽ ngay lập tức gọi điện và hỗ trợ ngay cho các cô chú anh chị với 10 khách hàng đầu tiên đặt mua sản phẩm trong ngày hôm nay thì sẽ nhận được những khuyến mãi vô cùng đặc biệt dành cho sản phẩm mà các bạn đang quan tâm. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều món quà hấp dẫn đang đợi chờ mới khách hàng đầu tiên. các cô chú anh chị đừng quên nhấn và đăng ký kênh, theo dõi cũng như là nhấn vào biểu tượng chuông dưới đây để có thể là nhận được những thông báo mới nhất về các video bổ ích của Korea Shop 24 h Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho mọi người những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!